xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói việt nam xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của đài tiếng nói việt nam thưa các bạn Trước ngày Hoàng Quỳ nhập ngũ, bầu không khí trong gia đình giáo sư Nguyễn Hoàng Quỳ có phần bận rộn ồn ảo hơn. Hoàng Quỳ là một kỹ sư trẻ tài năng giảng viên trường học Bách Khoa. Anh viết đơn tình nguyện ra mặt trận theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Trước ngày lên đường, Hoàng Quỳ vẫn đến lớp đại học tại chức để giảng bài cho các học viên. Chi tiết này chứng tỏ anh là người rất nhiệt tình và trách nhiệm với cộng đồng mình đang sống ngược lại với tâm trạng của con trai giáo sư nguyễn hoàng quy càng thêm lặng lẽ chìm trong dòng suy tưởng ông không muốn con mình phải dấn thân vào cuộc chiến gian khổ ác liệt ông cũng hờ hững xa lạ với những lời chúc mừng sáo rỗng của khách đến chơi nhà có gì vui đâu khi quyết định của hoàng quỳ đi ngược lại với tâm niệm suy nghĩ và mong mỏi của ông bây giờ qua giọng đọc hải yến Mời các bạn tiếp tục theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Bà Thục đứng cạnh chồng, không nhúc nhích. Tâm trạng giáo sư buồn bực đến nỗi, hễ chợt nghĩ tới con trai là đã muốn nổi khùng. Theo ông, thằng Hoàng Quỳ ngày càng chạy ra xa con đường mà ông đã dẫn dắt. Mới 26-27 tuổi đầu, nó đã cố tình bước ra khỏi vòng tay cha chẳng lẽ ông không đủ kiến thức để rèn cặp con hay sao làm cha ông biết rõ từng đứa con của mình hoàng quỳ với anh nó là hoàng quý đúng là có hai tính cách khác hẳn nhau quỳ lanh lợi thông minh và quyết đoán là đàn ông có đường nét sắc sảo rõ ràng còn quý thư sinh công tử quá nên quý không dám dẫn thân đối mặt với cuộc sống và cái kết cục là số phận nó bị đẩy ra tỉnh hát làm việc chuyên môn mai một dần kiến thức tụt hậu tốt nghiệp bấy nhiêu năm vẫn chưa làm nên trò chống gì trái lại hoàng quỳ đã tỏ rõ năng lực bản thân ngay từ thuở còn học phổ thông là một trong số không nhiều nhận gì kỹ sư ngành vô tuyến điện tử cũng không thuộc diện ra khóa đầu tiên của ngành kỹ thuật non trẻ ở nước ta do đạt tốt nghiệp và loại ưu mà con trai ông được trường Đại học Bách Khoa giữ lại làm cán bộ giảng dạy nên ông cũng yên lòng. Thú thực, giáo sư muốn Hoàng Quỳ tiếp bước cha và anh trai phụng sự ngành y, song nó không nghe. Nó đòi học ngành vô tuyến điện tử cho bằng được, buộc ông phải bằng lòng. Và từ ngày đó, nó đi theo con đường tự hoạch định cho mình với nghề nghiệp của con giáo sư không giúp được gì cho nó về chuyên môn vì không thuộc ngành của ông tuy nhiên không vì thế mà ông lại khoanh tay nhìn nó muốn làm gì thì làm với cuộc đời suốt mấy chục năm làm việc rất có kết quả của mình giáo sư đã tích lũy được không ít kinh nghiệm và đúc kết được nhiều phương pháp thực hành những thất bại đắng đau vẫn có giá trị như một bài học bổ ích cho người bước vào nghề sau mình nên muốn con trai đỡ phải vấp pháp ông đã sớm lưu ý dẫn dắt các con nhất là đối với hoàng quỳ bằng vốn sống đường đời của mình giáo sư gắng sức cảm hóa và truyền thụ cho con mấy năm qua hoàng quỳ chứng tỏ cho cha thấy rõ mình không phải là một kỹ sư tồi kiến thức cũng như sức làm việc của con ông được các giáo sư tiến sĩ lãnh đạo khoa bộ môn cùng nhiều chuyên gia kỹ thuật của nga đức hung tiệp đánh giá cao họ tin yêu và rất hy vọng ở hoàng quỳ rồi sẽ trở thành một nhà kỹ thuật có tầm cỡ trong tương lai con trai ông còn được bộ đại học đưa vào diện gửi sang nước ngoài tu nghiệp để trở thành tiến sĩ khoa học kỹ thuật chỉ nay mai thôi không ngờ chiến tranh ập tới chiến tranh cuốn hút hoàng quỳ vào cuộc sự nghiệp của con ông coi như chấm hết. Bởi con người chỉ có thì đến với khoa học, lỡ thì rồi làm bất cứ việc gì cũng dở dang. Tình cảnh đầy giáo sư quay niềm hy vọng trông mong trở lại với đứa con trai cả vậy. Đó là bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý đó. Liệu có thực đến hết mùa thu này, Hoàng Quý được chuyển về làm cán bộ giảng dạy của trường Đại học Y Hà Nội không đây? có tiếng chân người đi ở ngoài tiền sảnh. Bà Thục liền chạy ra. Giờ Hoàng Quỳ nó mới dẫn xác về kia. Giáo sư Nguyễn Hoàng Quy cứ lặng thinh như tượng đá. Ngoài hành lang, Hoàng Quỳ hớn hở dắt xe vào phòng để đổ. Bà Thục bước theo, chắc nhỏ sau lưng con. Họ hàng khách hứa bạn bè đến thăm anh. Người ta chờ mãi nên đã bỏ về cả rồi. Nay mai thành ông bộ đội cách mạng, chắc gặp được anh cũng khó. Còn có lỗi, còn có lỗi, nhưng con cũng không biết là mình có khách. Rồi anh thốt lên một mình. Ôi, cuộc sống, cuộc sống đến là tuyệt vời. Bà Thục tức muốn điên, mà phải cố kìm lòng. Sống khốn, sống khổ như thế này, mà nó còn nói là tuyệt vời ư. Vậy là bà bỏ đi xuống nhà bếp. cất xe đạp vào phòng chứa đồ hoàng quỳ quay ra phòng khách thấy cha đang ngồi xa lông như một cái bóng anh khẽ lên tiếng ba im lặng con đã về ba giáo sư vẫn không động đậy nhúc nhích hoàng quỳ tiến lại gần cha ba làm sao thế ạ anh hốt hoảng hỏi lúc này giáo sư nguyễn hoàng quy mới từ từ gượng cái đầu hói lên ngồi thẳng lưng trở lại hình như ông muốn chọn tư thế trước khi nói với con trai vấn đề gì đó quả là đúng như vậy bởi giáo sư cho rằng mấy ngày qua mình đã phớt lờ mọi chuyện bỏ mặc con là không phải có thể hoàng quỳ không suy xét kỹ lưỡng mọi sự đời nó còn trẻ quá và thành đạt cũng sớm quá tuổi trẻ bao giờ cũng bồng bột sự thành đạt dễ dàng làm cho con người ta đơn giản hóa sự nghiệp cuộc đời thường là như vậy thế nên nhiều kẻ thất bại giữa chừng lắm người lăn xuống vực thẳm nay con trai ông thôi chuyện đã rồi còn gỡ sao được nữa chỉ nay mai nó thành tiến sĩ khoa học nhưng nó đã chối bỏ để làm người cầm súng và ngày mai đã lên đường dẫu có thế nào nó vẫn là con mình thế nên ông cần phải nói với con cần phải nói vậy là giáo sư ngước nhìn hoàng quỳ đăm đăm đôi mắt kính cận dày cộp loáng chòng con ngươi ngồi xuống đi ba cần nói chuyện với anh một chút cặp môi nhợt nhạt của giáo sư hơi mấp máy phát ra thứ âm thanh nhỏ nhẹ lạnh lùng khiến cho con trai bối rối hoàng quỳ bước lại ngồi xuống salon cha chị dạo này giáo sư bắt đầu nói với con sao anh liên miên lên cơn sốt thần kinh đến vậy nhất là từ hôm có lệnh gọi anh nhập ngũ hoàng quỳ trố mắt nhìn cha lạ thật cụ bực anh ư tại sao giáo sư rằn giọng anh không kiềm chế nổi mình được nhỉ nếu không bình tâm ngẫm nghĩ rồi sự việc nào cũng khiến anh hưng phấn lên mất thôi anh đền biết sự sốc nổi của tuổi trẻ các trò ẩm ĩ ngây ngô tung tẩy mà anh lao vào chỉ là hành động bột phát của kẻ dại khờ anh hiểu chứ rồi đến khi tỉnh mắt nhìn nhận lại sự đời anh sẽ thấy mình phải trả một giá quá đắt trước hành động đó đấy lòng hoàng quỳ đương xốn sang phơi phới bao điểm vui anh đinh ninh bầu không khí hào hùng bừng bừng khắp thành đô sẽ cuốn hút cha mình vào cuộc sống chung của dân tộc Đâu ngờ, ông cụ dội vào tai anh những lời chỉ chiết và giận dữ như vậy. Cha sống tách biệt với xã hội là nghĩa làm sao? Cho nên hoàng quỷ bối rối, anh thấy bàng hoàng quá, thật không còn hiểu biết như thế nào nữa. Cha anh nghĩ gì nhỉ? Và ông cụ muốn con cái làm gì? Anh ngồi ngây ra ngơ ngác, những nét thanh tú trên gương mặt hoàng quỷ bỗng biến mất hiện rõ đôi mắt lờ đờ nhưng rồi anh cũng phải lên tiếng con hoàn toàn không hiểu ý ba định nói gì thưa ba con nghĩ mình đâu có làm gì phạm lỗi với cha mẹ gia đình xã hội bà cũng biết đấy giặc mỹ leo thang mở rộng chiến tranh ra miền bắc biết bao nhà máy công trường nhà thương trường học ở khắp nơi bị máy bay địch tới ném bom tàn phá biết bao dân thường từ trẻ sơ sinh tới các phụ nữ cùng các thầy thuốc và người bệnh bị sát hại không nhẹ, dân tộc ta khoanh tay chịu chết bởi lẽ đó mà khắp nơi trên biển bắc già trẻ gái trai đều đô nước tòng quân lên đường giết giặc học sinh sinh viên kỹ sư bác sĩ và rất nhiều cán bộ giảng dạy bậc đại học cũng tạm gác bút nghiên rời phòng nghiên cứu và mái trường thân yêu để cầm súng lên đường bảo vệ bầu trời trong sáng và cuộc sống tốt đẹp này bảo vệ biển bắc xã hội chủ nghĩa và giải phóng miền nam nói tới đây hoàng quỳ ngập ngừng nhìn cha giáo sư nguyễn hoàng quy vẫn ngồi nhìn thẳng vào mắt con không hề tỏ thái độ gì hai tay đặt buông xuôi trên thành ghế salon vẻ khoan thai hoàng quỳ cảm thấy vững tâm nên lại nói con chỉ nói lại sự thực mà thôi, xin ba đừng nghĩ con đang lên đồng hay có gì xúc phạm đến ba. Bởi thực tế này ba cũng biết rồi. Song con thấy rằng vẫn cứ phải nói, vì con là thanh niên trong lứa tuổi nhập ngũ, là người đoàn viên và là con của ba đẻ, nên con phải hành động sao cho xứng đáng với gia đình với xã hội. Chính vì lẽ đó, con đã viết đơn tình nguyện xung phong vào bộ đội gia dạ, anh tình nguyện chứ không phải là người ta yêu cầu à giáo sư cắt ngang lời con thưa ba vâng ạ à? hoàng quỳ hồ hởi đáp lại và anh hào hứng chính vì lẽ đó nên tối nay con vẫn còn đến trường giảng nốt phần giáo trình còn lại cho lớp hàm thụ đại học tại trước buổi tối những học viên biết tin con nhập ngũ họ đã tổ chức liên hoan để chia tay con nếu bà có mặt ở đó nếu ba được nghe những chuyện về cuộc đời của họ ánh mắt hoàng quỳ bừng sáng men say trong lòng anh bốc lên hệt đống lửa cháy bùng không ai dập tắt nổi niềm tin là nguồn động lực mạnh mẽ của lòng can đảm hoàng quỳ nói liền một mạch những suy nghĩ của mình rồi sững người ra nhìn cha mặt giáo sư nguyễn hoàng quy đang trắng bệch bỗng bừng đỏ gay dưới ánh đèn nê ông nòm y hệt người uống rượu ngực ông phập phồng theo nhịp thở tăng dần ông cất giọng gay gắt anh đừng làm ầm ĩ lên như thế xưa nay bà không ưa ồn ào to tiếng những điều anh nói bà thừa biết nó phải như vậy còn hơn thế nữa kia rằng cơ sự nó còn tiến triển đến đâu một khi người mỹ thực sự nhảy vào cuộc chiến xong Bà thấy hành động của anh quả là hấp tấp. Thưa ba, con nghĩ rằng việc cứu nước khẩn thiết hơn cả cứu hỏa. Biết thế, giáo sư vẫn thản nhiên, nhưng không thể cuống lên làm được việc. Những người cộng sản làm cách mạng, họ cũng phải chọn thời cơ nữa là. Vậy mà anh lại ví với việc cứu hỏa. Cứ cho là hỏa hoạn đi, xong chữa cháy mà ai cũng quính cả lên thì còn làm được gì nữa nào hay chỉ đứng nhìn ngôi nhà biến thành cho mà vẫn không kịp múc được gầu nước. Hết thầy mọi người xô tới, chầu hẫu như đám ếch nhái chố mắt ngắm ma trời. Anh nên biết, chim ưng cần có khoảng trời để bỗ cánh. Con người cũng vậy, không thể tùy hứng lao thân vào cuộc sống. Nhưng thưa ba, chim ưng nó không thể chọn cho riêng mình bầu trời để tung cánh. Nó cũng phải dành giữ lấy khoảng không. Anh nhầm rồi, giáo sư gắt lên với con. Cho dù là chim ưng, nó cũng không bay vào lúc bão rông đâu. Hoàng Quỳ bị cha dồn và thấy bí. Thực sự, anh đã đuối lý với ông. Con không hiểu ý ba nói. Đến nước này, con ông vẫn còn ỉ ra như vậy sao? Giáo sư Nguyễn Hoàng Quy thoáng nghĩ trong đầu và ông uể oải đứng lên nói với một giọng chán nản. Có thật là anh không hiểu ý ba không? Cặp mắt ông nhìn xoáy vào mắt con, như cố tìm lấy lời giải đáp. Nhưng Hoàng Quỳ không chút lúng túng, đón nhận cái nhìn soi mói của cha. Ra còn ông vẫn trong trắng vậy. Không hiểu thật ư, không hiểu sao. Câu nói như bị đứt hơi, nhẹ bẫng, rơi vào không gian giáo sư lùi bước và gieo phịch tấm thân nặng nề xuống sa lông. Giọng ông run rẩy. Nhà nước ta chưa thật cần đến những người như anh phải cầm súng ra trận. Chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường tích tắc gõ nhịp thời gian. Sự tĩnh lặng bất ngờ làm hiện rõ tiếng thời khắc trôi qua. Rồi giáo sư như không thể đừng được nữa lại nói tiếp chiến tranh đành rằng là như vậy nhưng ba tin chắc là không ai người ta phí phạm trí thức đến thế anh ở lại trường tiếp tục công tác và nghiên cứu không phải là để phụng sự tổ quốc hay sao báo nhân dân chẳng có đăng chỉ thị của đảng đó ư trước cuộc chiến tranh phá hoại của giặc mỹ chúng ta phải động viên toàn dân dốc sức vào cuộc chống mỹ cứu nước vừa sẵn sàng chiến đấu vừa bảo đảm sản xuất để đuôi quân đánh giặc vậy thì việc các nhà chuyên môn tiếp tục nghiên cứu khoa học để giải quyết những nan giải kỹ thuật trong sản xuất không là mặt trận không là cuộc chiến đấu chống mỹ sao không thể bỏ mọi công việc cả đấy rồi tập trung vào chuyện đánh giặc không thôi và không ai nhịn đói lại có sức đánh giặc được phải ăn phải mặc phải có vũ khí đạn dược phải cải tiến khí tài thế đấy Giờ Hoàng Quỳ mới hiểu rõ ý cha. Anh nói, Thưa ba, nếu ai nấy đều cho rằng đã có người cầm súng đánh giặc rồi, chắc cái kết cục là sẽ chẳng có ai nhập ngũ. Giáo sư dướn lông mày trước câu nói của con trai. Ba tin rằng, anh nói ra điều đó với ba là có ý... Thưa ba, cho phép con ngắt lời ba, bởi con nghĩ... Không thể kìm được sự tức giận, giáo sư Nguyễn Hoàng Quy trồm đứng lên gắt gỏng. Anh còn nghĩ gì? Bất ngờ bà Thục từ nhà bếp chạy lên, bắt gặp cảnh chồng con to tiếng với nhau, bà rên rẩm. Ô hay, sao cha con lại như vậy? Giáo sư kịp chấn tĩnh, nhưng vẫn bực bội. Anh tưởng lao vào chiến tranh là con đường tiến thân của người làm khoa học hả? anh hùng. Danh hiệu đó vẻ vang lắm, nhưng trí tuệ lại thiết thực cần cho đời sống con người, y như trái đất cần đến ánh sáng của mặt trời đó. Do xúc động, ký ức bỗng trỗi dậy trong lòng giáo sư. Ông móc khăn mùi xoa trong túi quần ra, lau cặp mắt kính, rồi tiện tay vớ lấy cốc nước lọc để trên mặt tủ kê giáp tường uống cạn. Xong đâu đấy, ông quay lại, ngồi phịch xuống sa lông, rũ đầu nhìn xuống nền nhà. Những nét hoa văn trên mặt gạch men như chìm vào sương mù cứ mờ mờ ẩn hiện. Tâm trí ông cuốn hút vào những kỷ niệm. Yên lặng bao trùm khắp phòng khách. Ba người ở trong ba tư thế như ba hành tinh riêng biệt nhưng lại hấp dẫn lẫn nhau. Thế giới của mỗi người chứa đầy suy tư dai dứt. Ai đó cho vợ chồng là sự hóa thân của hai con người khác giới nhập vào nhau. Càng ngày, giáo sư càng thấy không đúng. Dân phương Đông ít bộc bạch, nhưng tinh tế sâu xa hơn người phương Tây nhiều lắm. Chuyện vợ chồng, họ nhấn mạnh cái nghĩa tao khang trung thủy. Còn sự chi kỷ, chi âm hay tình yêu, nó là thứ quý hiếm trong đời. Người phương Tây, bô lô ba la lý giải tình yêu, nhưng họ sống xô bồ xác thịt con cái đẻ ra dân á đông coi là giọt máu của mình nhưng vẫn phải giữ lấy đạo cha con mẫu tử còn người châu âu coi nhẹ tinh huyết thống nên gia đình rời rạc tựa người dưng hiểu như vậy nên giáo sư mới thấy cấn cá trong cuộc đối thoại với con cuộc sống không đơn giản chút nào ở cương vị người chủ gia đình càng thấy khó ông vua trị vì cả đất nước muôn dân song trước hoàng hậu hay với hoàng tử bỗng mềm lòng yếu đuối lúc sau giáo sư mới ngẩng đầu lên vẻ mặt đau xót ngước nhìn bức chân dung bán thân lồng trong khung kính treo trên tường bên cạnh tấm bằng tổ quốc ghi công đó là một người đàn ông còn rất trẻ giống giáo sư như hai giọt nước chú nguyễn hoàng quynh của anh đó giọng ba trang nghiêm đến lạ chú là em ruột của ba Ồ, tại sao ba lại phải giới thiệu như vậy nhỉ? Ý ba muốn nhấn mạnh với anh rằng Ông bà chỉ sinh được có ba và chú Quynh thôi Nói tới đây, giáo sư lặng người đi dây lát Quá khứ nhọc nhằn, hẳn những biết đau tê tái trong tim Suốt những tháng năm thủ hàn vi Buộc anh em ông phải ly tán mỗi kẻ mỗi ngả Tìm con đường tồn tại và vươn lên cho mình để rồi, ông nói tiếp. Đùng một cái, năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công rồi toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đô thành khói lửa trong cuộc vật lộn với quân Pháp kéo dài hai tháng trời. Nhiều trận tử chiến đánh giáp lá cà đã diễn ra mọi nơi khắp kinh kỳ. Cuối cùng, bộ đội cụ hồ cụm lại khu vực chợ Đồng Xuân. Sau 60 ngày đêm quẩn nhau với binh lính Pháp, họ rút khỏi thành đô hồi đó anh mới 9-10 tuổi nên nào có biết gì tới khi hòa bình lập lại trên miền bắc gia đình ta mới biết chú hoạt động cách mạng là đảng viên cộng sản vào vệ quốc đoàn chính trong trận đánh ác liệt nhất ở chợ đồng xuân năm ấy chú nguyễn hoàng quynh đã anh dũng hy sinh giáo sư nói tới đó thì ngừng lại Hoàng Quỳ nghệt mặt ra. Ba anh em anh, không ai biết mặt chú Quynh, như thể chưa bao giờ chú có mặt trên cõi đời này. Nhưng chuyện về chú, anh được biết đôi điều là do cha anh kể lại, nhưng cụ không nói tỉ mỉ, và hình như ẩn tàng trong đó điều gì đấy, nên cha anh lặng thinh với quá khứ thùa nghèo hèn. Còn bà Thục lại càng xa lạ chuyện em chồng, bà cũng không được gặp mặt chú Nguyễn Hoàng Quynh bao giờ, nên chẳng có tình cảm với người đã khuất. Này chồng nhắc đến, bà im lặng nghe với vẻ vô cảm. Bà liên tưởng đến hai thằng con trai mình. Anh em nó hệt cảnh cha chú chúng là nghĩa làm sao? Giây phút ngừng nghỉ, loáng qua trong đầu giáo sư, sự đời người em ruột, số phận mấy người bạn trí thức của ông luật sư trần gia trinh là anh vợ luật sư phan nguyên bình kỹ sư trương quyền hoành đó là những bài học giúp ông nhận thức cuộc sống đủ đầy rõ nét hơn vậy là giáo sư lại lên tiếng nhà ta không ai biết chú quynh quả là chua sót biết chừng nào nên hôm nay bà nói cho anh rõ thêm về chú già chú nguyễn hoàng quynh cũng đã đậu tú tài tây chú có thiên hướng khoa học ngay từ thuở bé điểm mơ ước của chú là gắng sức trở thành một nhà chế tạo máy song số phận hay bởi quy luật nghiệt ngã của cuộc sống đã dẫn dắt chú ấy lao vào làm chính trị kể tới đây cổ họng giáo sư nghẹn lại và thót con tim đau nhói trong lồng ngực quay lại nhìn con trai ông thốt lên đau đớn không chiến tranh đã đưa chú ấy ra nghĩa địa sớm vậy đấy nếu chỉ chăm chăm vào con đường học hành vươn lên trong sự nghiệp khoa học chắc chắn chú hoàng quynh không bị chết non như thế và rất có thể chú ấy sẽ thành tài có thể lắm chứ bài học đó đối với gia đình ta không đủ để mọi người hiểu lẽ sống hay sao giáo sư nguyễn hoàng quy giơ hai tay lên giang rộng như người chỉ huy giàn nhạc báo cho nhạc công biết bản giao hưởng đã kết thúc sau đó ông từ từ khoanh tay trước ngực không nói nữa hít mạnh không khí và lồng ngực như thở bù cho lúc ông mải nói đã quên khuấy việc hô hấp ba người đứng thộn như ông phỗng trong phòng khách đưa mắt nhìn nhau bây giờ chắc anh hiểu ra rồi chứ giáo sư lắc đầu chán nản muộn quá rồi, không thể sửa chữa sai lầm được nữa. Bởi ngày mai anh đã lên đường. Đúng vậy, ngày mai anh thành người lính rồi. Tuy nhiên, bà vẫn buộc lòng phải nói cho anh biết những gì có liên can đến cuộc đời anh. Vì ba, với cương vị người cha, không nhẽ lại có thể nhắm mắt làm ngơ. Hoàng Quỳ hơi nghiêng đầu đón nghe những lời cha nói. Khi ông hỏi, anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào cha bình tĩnh nói thưa ba đến giờ con mới hiểu chọn ý ba hiểu một cách cặn kẽ vậy hả giọng giáo sư mai mỉa và ông nhún vai nhưng thưa ba lại còn gì nữa vâng con xin nói tại sao ba lại cho rằng sự hy sinh của chú nguyễn hoàng quynh là một bài học đau đớn của gia đình ta còn nghĩ trong chiến tranh, tránh sao khỏi những tổn thương mất mát. Xong sự hy sinh vì tổ quốc là cái chết cao đẹp chứ ba. Con xin phép được dẫn ra điều này. Ngay đối với gia đình ta, nếu không có tấm gương tham gia cách mạng và sự hy sinh anh dũng của chú con, xã hội mới sẽ nhìn nhận nhà mình như thế nào? Bác Phan Nguyên Bình chẳng đã như ba sao, nhưng gia đình bác ấy bị khốn đốn đến cùng cực đó thôi. Nghe con nói tới đây, giáo sư Nguyễn Hoàng Quy bật trồm dậy như con sư tử dựng bờm, nói như thét cắt ngang lời con trai. Anh đi trượt ra quá vấn đề rồi đấy, nên nhớ luật sư Phan Nguyên Bình cũng có người em ruột làm cách mạng đi kháng chiến trở về đó. Ông này hiện đang giữ một trọng trách trong bộ máy chính quyền nhân dân, chứ không hy sinh như chú của anh đâu. Giáo sư thở hổn hển, y như người gánh quá sức rồi ông dằn giọng ra anh định sỉ nhục ba có phải không hãy ngẫm nghĩ cho thật kỹ đi rằng không có cái chết vẻ vang của chú ấy ba đẻ vẫn sống đủ sức nuôi các anh nên người rằng xã hội thời buổi này người ta vẫn phải cần đến tay dao mổ của ba ông giơ hai cánh tay lên vênh mặt nhìn con trai với vẻ kiêu hãnh đôi tay này của ba là đôi tay sạch sẽ suốt đời làm công việc cứu nhân độ thế ba có quyền tự hào với anh về điều đó ba có quyền ngẩng cao đầu trước mọi người về công việc của mình song không vì thế mà ba phớt lờ tất cả cuộc sống trói buộc con người ta phải như thế mà tuy vậy chẳng vì thế mà sợ hãi nó anh hãy xem con sen ấy nó yếu đuối cớ sao nó vẫn sống được giữa sự cạnh tranh sinh tồn hoang dã Hoàng Quỳ bật đáp lời cha như cái máy Vì thế thưa ba Giáo sư Nguyễn Hoàng Quy xua tay Không cho con nói gì nữa Thôi đủ lắm rồi Bấy nhiêu từ ngữ của anh vừa rồi Cảm ơn Anh đã cho ba biết sự thật cuộc sống của mình bấy lâu nay Lời kết luận của cha Làm cho Hoàng Quỳ thẳng thốt Anh cũng đứng dậy Đưa hai tay ôm lấy đầu Như sợ nó vỡ tung ra mất Lần đầu tiên trong đời bà Thục thấy chồng nổi cơn nóng và nói nhiều đến vậy. Giờ đây bà mới hiểu ông đâu phải là người nhu nhược, không hay biết mấy sự đời. ra chồng bà dữ dằn lắm. Bốn sẵn giận con, bà Thục thấy hà lòng đồng tình với chồng trong việc dạy dỗ chỉ bảo nó. Xong câu chuyện giữa hai cha con ông ấy gay gắt quá khiến bà bối rối. Bà bực với chồng ư, không phải bà lại thấy thương con sao cũng chẳng đúng tâm trạng bà đến khó nói nó cứ quẩn quanh phức tạp như cuốn chỉ dối vậy bà thục nghĩ thế này ngày mai con trai lên đường nhập ngũ giận con con mà giận cả đời nhưng nó vẫn là con mình hôn dại gì mình là cha là mẹ phải dạy dỗ nó chứ rồi cũng phải động viên nó lên đường chứ sao nó có bỏ nhà đi ăn trộm ăn cắp đâu mà bảo cấm cửa nó quay về chồng bà quá lời thật cứ như cái sự giận cá chém thớt không bằng con trai bà lại ương ngạnh lý sự lại cả với cha cho nên bà không muốn nó kéo dài làm chi nhưng bà không tìm được cách can ngăn chẳng biết cơ sự sẽ còn đi đến đâu nếu như cô diễm lệ không về kịp cô đứng sững ở giữa cửa ba đẻ cả anh hoàng Quy nữa diễm lệ reo to không thấy ai nhúc nhích bèn thốt lên ơ kìa sao cả nhà lại im lặng thế này giáo sư nguyễn hoàng quy vốn là người luôn biết tự chủ ông kịp nhận thấy cần phải chấm dứt cuộc tranh luận tay đôi giữa hai cha con lúc này thật không ngờ con cái ngày càng tuột khỏi vòng tay cha mẹ vậy mà ông cứ tưởng cố nén sự bực bội ông bỏ lên gác suốt đêm giáo sư trằn trọng trong óc rất nhiều điểm thần kinh cảnh tỉnh bởi suy nghĩ bung ra từ nhiều cánh cửa ngóc ngách tâm hồn ông hưng phấn mặt trời khuất dạng sau đỉnh trường sơn nhưng không gian vẫn bừng sáng một màu hồng tím trong buổi hoàng hôn lúc này sau phút giây sửng sốt ban đầu, thường càng bàng hoàng, choáng váng. Dường như anh không còn là anh nữa. Thật bất ngờ, lòng những dối bời, đớn đau, cay đắng. Anh chỉ còn biết bước đi theo kiểu loan như một cái máy. Không nhẽ cuộc sống là như thế này ư? Ôi cuộc sống, sao lại trêu ngươi thường vậy? Ồ không, còn hơn trêu ngươi nữa, mà đây là sự nghiệt ngã mới đúng giáng xuống đời anh nàng đã yên giấc ngàn thu ở dưới chân núi này không thể tin được thưởng những muốn gào thật to cho vẳng được tới tận nơi cát bụi để nàng nghe rõ tiếng mình rằng không thể tin được chiến tranh đã cướp nàng đi nhanh đến thế mộ thương đây anh thưởng ạ à kiểu loan đưa tay chỉ xuống lùm đất trước mặt nàng không nằm lẻ loi đơn côi một mình mộ của thương nổi bật vì có bụi cây a mua đã sáng người muôn cánh hoa phớt tím kiều loan ngó nhìn thưởng ô kìa cô suýt thốt lên thành tiếng mặt thưởng bỗng dại đi như kẻ vô hồn thưởng đâu có để ý đến kiều loan đang ở bên cạnh tai anh ù đi mất rồi mắt cũng làm sao đấy. đến lạ, anh nhìn những bông ao mua lại thấy rõ đôi mắt của nàng, làn môi nàng và hình như có vẳng tới tai anh cả tiếng nói của nàng nữa. Thường cố dứt mình khỏi tâm trạng mộng du, song càng hút tâm trí vào những kỷ niệm, bụi ao mua sáng ngời muôn bông hoa phớt tím, chợt lấp lánh hệt những ngôi sao trong mắt thưởng. và nàng hiện ra trong lần gặp ấy thật đó là lần gặp thứ hai giữa thưởng với thương trời ơi sao đây lại là lần cuối cùng kia chứ đỗ lại đỗ lại đồng chí bộ đội lái xe ơi từ ngách hầm bên ta lui bất thần một cô gái vận quân phục nhào ra giữa lòng đường tay vùng chiếc mũ sắt khua khua ngăn ô tô dừng lại thưởng đạp phanh chân thò đầu qua cửa cabin có bom nổ chậm mà. À không, tôi. Đồng chí muốn đi nhờ chứ gì? Vòng sang bên kia mở cửa mà lên. Cô gái nói rành rọt, nhờ đồng chí một việc khẩn trương đồng chí ơi, nếu không đồng đội của chúng ta hy sinh hết. Thưởng gắt lên với cô gái. Nếu khẩn trương thì nhảy lên xe đi chứ, nói mau cho xe tới đâu bây giờ. Cô gái vội vòng sang bên, mở cửa cabin, vừa nhảy lên vừa nói. Đồng chí cho xe chạy tới trận địa pháo, chở giúp số thương binh về ngay trạm quân y cấp cứu. Có xa không? Vài cây số thôi. Nhiều thương binh lắm mà. Tôi cũng không được rõ, lại còn thế nữa. Thì chắc đồng chí cũng đã rõ còn gì. Máy bay Mỹ vừa mới chuồn khỏi đây, trận địa pháo phòng không điện cho chúng tôi tới ngay. Trạm quân y chỉ có một xe cứu thương. Tôi được bác sĩ trạm trưởng giao đứng đây đón ô tô đi qua để tới trận địa chở thương binh. Nào ta đi thôi, đồng chí cho xe lùi để xuống dốc nhé. Ở tiền phương, không có thời gian cho người ta bàn cãi có muốn hay không, phải khẩn trương giành giật sự sống ra khỏi bàn tay tử thần. Thưởng chỉ còn biết làm theo lệnh của cô y tá quân y. Cô gái cất tiếng rành rọt, đi theo lối này, vòng xe sang bên kia, rồi rẽ phải, ấy, ngoặt xe sang trái đi. Ít phút sau, thường có mặt ở trận địa pháo. Chẳng ai bảo ai, cả anh lẫn cô y tá quân y cùng bật mở cửa buồng lái nhảy ra khỏi ô tô. Trước mắt thường, cảnh tượng trận địa pháo hiện ra đến lạ lùng. Đó đây, những họng súng xác sơ các mảnh rẻ quấn quanh nòng, khét lẹt mùi vải cháy. Hòm đạn không trỏng trơ khắp nơi. Trận địa bị bom và đạn rocket cầy sới tứ tung Hào giao thông chuyển đạn tới các mâm pháo đứt đoạn Vành đất đắp chắc như thành bao quanh các cỗ pháo Sạt lở ngổn ngang Hệt dấu vết thành trì thời cổ xưa Bị tàn phá sau cuộc giao tranh quyết liệt Rồi bị nắng mưa xói mòn Nên hoang hoài vắng tanh Là Linh lái xe Thường quá dạn dày với lửa đạn thương phong Anh coi cái chết nhẹ như lông hồng Vậy mà Thường vẫn dựng chân lông Sững người ra Căng mắt ngó nhìn đồng đội đó đây khắp trận địa. Không nhẹ pháo thủ lại ở trần trùng trục ra thế, người nào cũng chỉ vận mỗi một chiếc quần đùi. Kẻ ngồi tựa lưng vào bệ đất, người nằm ngửa mặt nhìn lên bầu trời đều bất động như tượng đá. Chiếc xe quân y đến trước đỗ kia, họ đang sơ cứu cho những thương binh nặng ở phía ấy vài ba chiến sĩ quân y tỏa khắp trận địa tìm người bị thương trong số những người nằm ngồi bất động này quang cảnh chiến trận khi ngừng tiếng súng câm lặng đến nghẹt thở có tiếng quát từ chỗ các thầy thuốc quân y đang cấp cứu thương binh vẳng đến làm cho thường giật mình sửng sốt kiều loan nói với đồng chí lái xe cho ô tô đến suối lừng chở vài can nước về đây nhanh lên nếu không tất cả sẽ chết vì khát mất thường tròn mắt nhìn cô gái quân y người này là kiều loan ư không nhẽ quả đất tròn thực thế nên anh mới gặp lại cô gái thành đô người quen cũ ở nơi trận mạc đồng chí có phải câu hỏi bị bỏ lửng giữa chừng và thường giữ người ra trời ơi ra là em ạ à? ôi anh thưởng đấy hả kiều loan nhảy cẫng lên reo như đứa trẻ rồi cô túm lấy anh vội vã nào chúng ta quay lên xe đi lấy nước đi anh hai người vội vã cho nhau rõ sự tình trở thành người lính của mình thường học lái xe được tuyển vào bộ đội còn kiều loan đi thanh niên sung phong do đã tốt nghiệp phổ thông nên cô được cử đi học y tá rồi cô xin vào bộ đội hai người nhìn nhau với ý nghĩ gì đấy và cùng bật cười họ chưa kịp mở cửa cabin đã có tiếng người gieo từ xa chúng em gánh nước tới đây chúng em gánh nước tới đây mấy cô dân quân địa phương quẩy những can nước nặng trĩu đang vào trận địa thôi khỏi phải đi nữa ta lại đỡ cho họ chuyển nước cho các pháo thủ uống ngay anh ạ à. kiểu loan nói với thưởng như ra lệnh anh vội bước theo cô gái như cái máy ra cuộc sống là như thế này đây kỹ sư trương quyền hoành căm ghét chủ nghĩa xã hội bao nhiêu thì con gái ông ta lại lăn xả ra mặt trận bảo vệ nó lẽ đời quả khôn lường đúng hay sai gì trong cách lựa chọn một khi chiến tranh ập tới thưởng cũng chỉ thoáng nghĩ vậy thôi đâu có thời gian cho anh tâm tưởng và anh cuốn vào công việc như một cái máy chạy vượt công suất Lúc này, trận địa pháo mới dần dần hồi tỉnh, giọt nước thấm vào môi vào miệng đã mau chóng thấm vào lòng người chiến sĩ. Nước, nước, chỗ nào cũng thấy tiếng nước, nước, nước như dòng sữa mẹ làm hồi sinh từng pho tượng thịt da này. Thưởng cuốn và công việc, những tưởng bình là người lính đã dạn dày bom đạn, song giờ đây anh mới thực sự thấy cái ác liệt dữ dội của chiến tranh nước đây đồng chí nước đây một người người nữa đã được nước xua đi cơn khát đến kiệt sức thường không có thời gian nói với người này hoặc người kia đôi ba câu khi họ đã ngồi bật được dậy là anh lại nhào tới chỗ khác với chiếc mũ sắt đầy nước trong tay lại một người nữa và đây là một cô gái, khắp người lấm lem bụi đất, mặt mày hệt chú hề đang thoi thóp thở như sắp bước vào chốn hư vô, thưởng cuống lên. "Này, đồng chí ơi, nước đây." Anh bội quỳ xuống, nâng đầu cô gái lên, ghé chiếc mũ sắt đầy nước vào miệng cô. Đôi môi cháy khô nứt nẻ, chỉ mới chạm vào nước đã lan truyền sức sống tới khắp người bằng cái dùng mình khe khẽ. Và ngay sau đó ít giây là đôi mắt từ từ hé mở cùng nhịp thở đều đều mạnh hơn. Khi nuốt trôi ngụm nước đầu tiên vào người, thật lạ lùng, hệt có phép màu, cô gái dùng mình bừng tỉnh. Ôi, thương! Bất chợt thường thốt lên khi kịp nhận ra nàng cô gái mở to đôi mắt nhìn anh nàng như vừa bước ra khỏi giấc mơ khủng khiếp hãi hùng để bước vào cõi mộng trong chốn bồng lai chẳng lẽ trận đánh đã qua rồi ư và mình vẫn còn sống ư loáng thoáng trong đôi mắt thương muôn hình ảnh trận chiến đấu vừa qua ấy là cảnh từng tốp máy bay thần sấm con ma thay phiên nhau bay tới ném bom bắn phá cung đường bắn phá các trận địa pháo phòng không trận đánh kéo dài đến mấy giờ liền. Cả đại đội thanh niên sung phong coi sóc cung đường được huy động tới làm nhiệm vụ tải đạn. Rồi cũng thương vong kiệt sức. Thương là y tá đơn vị, không thể ngồi yên trong hầm quân y. Trận đánh như một cuộc đọ sức rằng dai, nó cuốn tất cả tới mâm pháo, không ai nghĩ tới cái chết, và cũng không có ai sợ chết. Chỉ một niềm quyết chiến thắng lũ giặc trời Mỹ đã có tới vài ba thần sấm con ma trúng đạn bốc cháy song bọn quỷ sứ trên không đó càng điên loạn kéo vào đông hơn buồn thay nòng pháo không chịu đựng nổi nữa rồi chúng cứ đỏ hồng lên da sắt thép chẳng dẻo dai bằng sức con người trong trận đánh quyết liệt này pháo thủ cởi hết áo quần ướt đẫm mồ hôi cuốn vào nòng pháo cho nguội lại cái nắng miền trung chói trang, dội lửa xuống gió lào khô sang vượt qua trường sơn mang hơi nóng hầm hập sang thịt da ai cũng bỏng sát và người nào cũng phải tự gồng mình căng sức lên tiếp tục quần nhau với lũ sặc trời cuối cùng là cái đói và cái khát bất thần ập tới nhất là cái khát giặc khát đã quật ngã người chiến sĩ ngay sau trận đánh đuổi máy bay mỹ thương ơi thưởng đặt chiếc mũ sắt đã vơi nước xuống đất anh ôm chặt nàng vào lòng lay gọi thương ơi mặt anh méo sạch, nơi khóe mắt bỗng ứa trào những giọt lệ nóng bỏng lăn từ từ xuống gò má phút giây trôi qua rồi nàng lại chớp mắt đến mấy lần mở to nhìn thưởng đôi mắt bồ câu đã hồi sự sống trong veo cái nhìn đằm thắm thương ơi thương anh không dám gọi to vì sợ nàng giật mình hoảng loạn cuối cùng thì nàng cũng đã cựa quậy được cái đầu rồi nàng cũng nhận ra có tiếng người gọi mình nên anh thấy đôi môi nàng bỗng nở nụ cười anh suýt reo to lên như đứa trẻ đón niềm vui ôi nụ cười mới rạng rỡ làm sao đồng chí là tiếng thương nhẹ như làn gió thoảng qua bất chợt nàng thốt lên ôi anh thưởng thế là nàng đã nhận ra anh rồi và như thế có nghĩa là tình yêu đích thực trong tim cả hai người chứ không phải là sự nông nổi bùng nổ như một tia chớp trong đêm tình cờ gặp nhau hồi ấy không gian ngưng đọng trong khoảnh khắc nàng lại là người đi trong vòng tay anh Thưởng ngồi sụp xuống bên nấm mộ. Anh không đủ sức kìm nổi nỗi xúc động trước sự mất mát quá lớn này, nên đã bật khóc nấc lên như một đứa trẻ. Thưởng những muốn gào thật to cho vỡ lồng ngực, không được cướp nàng đi, không được. Nhưng lòng anh nghẹn đau, không thốt nổi thành lời. Kiều Loan sững sờ nhìn thưởng, cô bàng hoàng đứng lặng người đi nếu không rời khỏi nhà để thoát cảnh tù túng cùng với bao sự khó hiểu, liệu cô có được cuộc sống như thế này? Cuộc sống do chính mình lựa chọn. Gian khổ, xong được làm chủ bản thân. Rồi trước mắt cô đây, lần đầu tiên trong đời, cô được nhìn thấy người con trai cứng cỏi can trường là thế, đã phủ phục như cây liễu, đổ gục bên nấm mộ người yêu thổn thức. Chào ôi! Nếu cô cũng được một người đàn ông... Niềm khát vọng khiến Kiều Loan giật mình, dứt khỏi dòng suy tưởng. Trời tối dần. Vầng trăng khuyết thượng tuần hiện ra trên bầu trời như chiếc lưỡi liềm, treo lơ lửng bên đỉnh Trường Sơn. Kiều Loan ngồi xuống cạnh thưởng. Lúc này anh đã tĩnh tâm trở lại. Và cô mới có thể kể cho anh nghe chuyện thương hy sinh cờ sự xảy ra ngay sau lần gặp thưởng ở trận địa pháo ấy một tuần máy bay mỹ lại tới bắn phá cung đường một trái bom rơi cách hầm chỉ huy trận địa pháo phòng không không xa nhưng sức công phá của nó rất lớn căn hầm bị nén lại và những người ở trong đó bị vùi lấp sau trận đánh đồng đội mới có thể đào bới moi ra thường chỉ còn thoi thóp thở, nhưng là những nhịp thở cuối cùng. Kiểu Loan lăn vào, ôm xác bạn khóc nước nở. Anh thường có tin em không? Kể tới đây, cô ngoảnh sang nhìn anh hỏi. Thường vẫn ngồi trong im lặng. Là anh có tin... Kiểu Loan giảng giải. Đây là lần đầu tiên Kể từ ngày em với chị Kiều Lan bỏ nhà đi công trường ấy khóc đó mà. Nói rồi, Kiều Loan ngồi trở lại tư thế cũ, lòng những thẫn thờ. Em là đứa con gái lì nhất nhà. Ba em đánh chửi, nào có khóc đâu. Mẹ em rầy la, cũng không làm em rơi lệ. Nhưng em đã ghi chặt sát thương mà khóc đấy. Rõ ràng, Kiểu Loan cũng đang xúc động khi nghĩ tới bạn. Và cô lại tiếp tục kể cho thường nghe bao chuyện. Những là cô có cha khảo thương vì sao lại quen biết anh. Chắc cậu yêu anh thường chứ gì. Và liệu anh chàng có thực bụng yêu thương cậu không? Cô nói cho thương rõ mối quan hệ giữa gia đình nhà mình với bên nhà thường. Rằng hồi còn bé, khi đó thành đô Hà Nội chưa được giải phóng. Có ba gia đình chơi thân với nhau bởi ba người đàn ông trụ cột trong gia đình vốn là bạn của nhau từ ngày còn là học trò trung học ba cô lấy làm tự hào về tình bằng hữu này mỗi khi nói với các con ông kiêu hãnh mà rằng chắc chúng bay chẳng có được tình bạn như bộ ba lớn của ba đâu bộ ba lớn này vốn là ba nhà trí thức có hạng ở thành đô hồi bấy giờ đó là ba cô kỹ sư điện lực trương quyền hoành cha anh thưởng luật sư Phan Nguyên Bình và đốc tờ Nguyễn Hoàng Quy suýt là thông gia với nhà cô. Nhưng rồi cuộc sống đã xô đẩy lôi kéo, đuổi xua ba gia đình tứ tán mỗi hướng. Giờ đây, chỉ mỗi gia đình bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy là sống ung dung thôi. Ông là giáo sư y khoa nổi tiếng, con cái đều thành đạt trên bước đường công danh sự nghiệp. Hôm đoàn thầy thuốc của trường Đại học Y khoa Hà Nội đưa sinh viên vào tuyến lửa thực tập cấp cứu chiến thương. Họ có ghé vào trạm quân y này và thương đã gặp Diễm Lệ, con gái của giáo sư. Trung úy bác sĩ trạm trưởng vốn là học trò của ông đã hồ hởi giới thiệu Diễm Lệ với mọi người. Nó tỏ vẻ kiêu hãnh về người cha lắm và nó cũng có nói tới anh. Hẳn thương thực sự tin vào lời cô tâm tình nên mới giải bày với bạn những nỗi niềm thầm kín riêng tư. Nhưng kiểu loan vẫn không tài nào hiểu nổi tình yêu giữa thương với thượng lại đầm sâu đến vậy. Bộ quân phục của anh mặc cho nó hôm cấp cứu ở trận địa pháo ấy. Nói tới đây, giọng kiểu loan như nghẹn lại, ngồi lặng đi ít phút, cô mới tiếp tục nói được. Nó đem giặt cẩn thận, lồng vào gối để gối đầu, rồi nó nói với em rằng, nếu tao hy sinh, mày mặc giúp tao bộ quân phục của anh ấy vào người tao rồi mới quấn vải liệm, rõ chưa? Nào ngờ, em chỉ tưởng là câu nói đùa lại hóa ra sự thật. Và chính em đã tự tay mặc bộ áo quần của anh vào người nó đấy. cả hai đều im lặng trong sự nghẹn ngào đau nhói con tim anh hãy nói cho em hay kiểu loan lên tiếng hỏi anh cũng yêu thương thực đấy chứ tới lúc này thưởng mới mấp máy được đôi môi sao kiều loan lại hỏi tôi lạ thế chúng tôi yêu nhau có gì đáng ngạc nhiên đâu kiều loan vẫn đần mặt nhìn thưởng cô không tài nào hiểu nổi ư anh thoáng nghĩ trời đất ơi cuộc sống mà cô đúng là anh với thương tình cờ gặp nhau vào cái đêm ấy song quả thực tình yêu đã bùng cháy trong tim cả hai người nhưng không thể đừng nổi nữa có lẽ anh phải kể cho kiều loan nghe hết mọi sự mới vợi hết nỗi khổ đau ý nghĩ này cứ bùng nhùng trong đầu thưởng buổi chiều hôm ấy Công an ập vào cửa hàng nhà lão ký thống, bắt tốt thợ làm thuê chúng tôi lên đồn. Tôi cãi lý với nhà chức trách rằng, công an đã chụp không đúng đối tượng. Việc ép nhựa làm dép lậu là thuộc trách nhiệm của ông ký thống phải cáng đáng. Chúng tôi chỉ là người làm thuê, chủ bảo sao thợ làm vậy. Thế thôi, cỏ cưa tới tối thì họ mới vỡ nhẽ rồi đành thả cho mấy đứa thợ về. Ra khỏi đồn công an, lòng tôi chịu nặng nỗi buồn khó tả nghĩ cảnh nhà mình mà những xót xa vì cuộc sống của đàn con cha tôi buộc phải ra làm chủ sự nha cảnh sát đô thành theo sự nài ép và thúc bách của chính quyền tay sai cho thực dân pháp chứ ông đâu có mảng danh lợi giàu sang bởi là một trí thức đầy tâm huyết với vận mệnh quốc gia nên ông vẫn một lòng hướng theo kháng chiến khi người pháp thua cuộc cuốn khỏi miền Bắc, chào tôi nhất quyết ở lại đô thành chờ đón bộ đội cụ hồ về tiếp quản, rồi ông ra làm việc cho chính quyền cách mạng. Phố xá đã lên đèn, đêm tối đã phủ kín phần cuộc sống rất thật của thành đô, chỉ khoe trước ánh điện phần đời tươi giói mới nảy mầm, nhưng ai cũng hào hứng cuốn theo dòng chảy. Liệu đến bao giờ cái phần rất thật của cuộc sống còn giấu trong bóng đen kia, được xanh tươi khoe sắc dưới ánh đèn. Bỗng dưng tôi không muốn về nhà, vì cuộc sống của gia đình tôi hiện thời đang nằm trong phần được đêm tối phủ kín đó. Và như kẻ trong tâm trạng mộng du, tôi nhảy đại lên tàu điện mà không biết mình định đi đâu. Vừa mới ngồi chưa ấm chỗ, đã thấy một cô gái không rõ từ hẻm nào trong toa tàu điện ao tới ngồi ngay sát cạnh bên tôi. Quái lạ, cô gái thản nhiên nhìn lại tôi với ánh mắt mời chào sống sượng. Tôi giật mình, thoát tỉnh táo. Không nhẽ cô gái xinh đẹp nhường này lại là con bớp nhảy tàu điện trài khách ư? Phản ứng tự vệ bản năng hay là gì không biết. Tôi dịch ngồi nhích xa cô gái một chút cho có khoảng cách. Nhưng chẳng ăn thua gì cô gái không thích ngồi thoải mái, nên lại dịch sát tới bên tôi. Anh về phố nào? Cô nàng chủ động cất tiếng hỏi khai kẽ. Tôi cũng không biết nữa. Miễn cưỡng tôi phải trả lời như vậy. Sao vậy? Chẳng làm sao cả. Ra dạ, anh không bận chứ gì? Rõ chán cho cô nàng quá. Tôi tẳng lờ không thèm trả lời nữa. Nhưng cô gái vẫn chẳng buông tha. Đi với em đi. Cô ta gạ tôi như vậy Toa tàu lắc lư Lợi dụng lúc giảm tốc độ đột ngột Mấy toa tàu bị dồn mạnh Như muốn trồm lên cho thoát bánh khỏi đường dây Hành khách xô vào nhau vón cục Cô gái ngồi tót lên lòng tôi Đi chơi với em cho vui Em sẽ chiều mà Tôi đẩy cô gái ngồi xuống ghế Định mắng cho mất mặt Nhưng họng tắc nghẹn lại Vì bắt gặp cái nhìn rất lạ của nàng sự tức giận trong tôi bỗng nguôi dần Tôi đần người ngồi im lặng Dường như đã tĩnh tâm Hoặc hiểu là mình bắt nhầm không phải khách làng chơi Nên cô gái vụt đứng lên cùng với cái sắt nhỏ Định bước ra cửa toa tàu để nhảy xuống đường Xong tôi vội túm lấy tay cô giật lại bắt ngồi xuống ghế Muốn chết hay sao mà định nhảy xuống trong lúc tàu đang chạy thế Không chết cũng đã bị anh giết rồi còn đâu tôi sững người trước câu nói của cô gái rồi cũng chợt hiểu ra nàng cần tiền để duy trì sự sống nên mới phải tôi đành nhận lời đi chơi với cô ta vậy để có cớ giúp cô mấy đồng chứ vui thú gì trong tâm trạng buồn chán thế này thế đấy cuộc sống đỏng đảnh với con người chưa đứa không có việc làm kiếm sống lại đa mang thêm kẻ cùng đường liều thân tôi ghé vào tai cô gái nói nhỏ anh xin sửa lỗi lầm chúng ta cùng nhau đi đâu bây giờ câu hỏi chưa được trả lời thì tàu điện đỗ lại đã tới cầu giấy rồi toa tàu chỉ còn lại mươi hành khách đều đứng lên lục tục nhảy xuống đường trong sự ồn ào nơi phố xá ngoại ô cô gái cũng kéo tôi đứng dậy và bảo không xuống tàu còn ngồi lại làm gì hình như tôi không còn là tôi nữa nên thực sự lệ thuộc vào cô gái trong bối cảnh này cô đưa tôi tạt vào một hàng phở ăn ở đây chắc không ngon bằng phở trong phố đâu nhưng được cái chất cô gái nói với tôi như thế cũng được tôi đồng ý cốt no bụng thôi chứ tôi đã ăn bữa chiều đâu em cũng vậy mà ngồi đợi nhà hàng làm phở tôi mới kín đáo theo dõi người con gái lạ lùng này cô ta không phải người trong khu bốn mà là dân ngoài ta chắc ở tỉnh hà tây hay hưng yên hoặc hải dương quanh hà nội đây thôi cuộc sống tại các tỉnh này nào mấy khốn khó mà xô đẩy cô gái dấn thân vào đời tệ hại như vậy cũng có khi duyên nợ giang dở chi đây nên cô nàng đã bỏ nhà tới thành đô chăng Gia đình tôi bị cuộc sống đẩy xuống làm thứ dân hạng bét trong xã hội này và tôi bước vào cuộc sống kiếm miếng cơm manh áo cùng với những kẻ khốn cùng nhất nơi đầu đường cuối phố. Cho nên mặc dù còn trẻ tuổi nhưng tôi đã va chạm đủ hạng người, từng nghe hoặc biết nhiều cảnh đời oan trái bi thương. Cái phần còn tối trong cuộc sống đời thường, tôi tưởng tỏ từ chân tơ kẽ tóc. Thế nên tôi không thể tin ngồi ăn phở với tôi đây lại là một con bớp. Cô gái chân quê thật, song đúng là người có học. Còn vì sao cô tới Đô Thành kiếm sống bằng tấm thân trinh nữ? Chí tò mò để nở trong đầu tôi, rõ ràng cần phải tìm hiểu. Mãi nghĩ nên cô gái ăn xong từ lúc nào không biết, cô ngồi xỉa răng chờ tôi trong im lặng. Đến khi tôi buông đũa, cô đưa tăm cho tôi và nói ta sang hàng nước bên kia uống chén nước chè cho sạch miệng anh nhé để tôi trả tiền đã nói rồi tôi đứng lên cô gái cũng đứng lên theo nắm lấy tay tôi em trả tiền rồi ơ ờ... tôi nhìn xoáy và mắt cô ý không bằng lòng nhưng cô gái vẫn thản nhiên thôi đi đi không người ta cười cho đấy lúc này đầu óc tôi thực sự u mê chẳng lý giải nổi sự việc không nhẽ mình mơ chăng nàng là ai và nàng cần gì ở tôi rắc rối quá vào hàng nước rồi lại ra tôi bước theo cô gái như cái đuôi tôi là chàng trai mới ngoài hai mươi tuổi thân thể vạm vỡ sức lực cường tráng chưa vợ và cũng chưa yêu đương gì song thú thực là tôi chẳng lạ gì đàn bà không phải là tôi là kẻ hư thân đam mê nhục dục những sự gái trai này đều do phái đàn bà con gái lôi kéo tôi vào cuộc và thường rơi vào tình cảnh bó buộc trong trường hợp này cũng thế hay sao bỗng nhiên tôi sởn gai ốc khắp người cảm thấy ghê ghê cô gái đưa tôi xuống bãi cây người ta ươm trồng bên sông tô lịch khu vực này tôi đâu có lạ cây cối um tùm rậm mát như trong công viên chẳng mấy ai nhòm ngó tới nên nó như vạt rừng hoang tôi toàn rúi vào tay cô gái ít tiền để cáo nuôi thì cô cất tiếng ấy chết quên từ bấy đến giờ chúng mình chưa giới thiệu cho nhau biết tên em là thương còn anh sự hồn nhiên chân thực của cô gái khiến tôi phải đáp lời mình tên là thưởng cô gái nắm chặt lấy tay tôi ngồi xuống dưới tán cây cổ thụ ánh điện đèn đường chịu chết không len lỏi được vào lùm cây hai chúng tôi khuất dạng vào đêm tối và cô gái lại lên tiếng anh thường có tin mỗi kiếp sống làm người đều có số phận cả không tôi nào có biết được nhưng sao thương lại hỏi tôi như vậy chuyện dài dòng lắm nhưng em mơ chồng mình tên cũng vần ví như thường hay thưởng gì đó không ngờ anh tên là thưởng thương với thưởng chẳng cùng vần là gì tôi bật cười thầm nghĩ không khéo mình bị cô gái mắc chứng tâm thần sỏ mũi dắt đi cũng nên vậy là tôi cố tìm cách thoát khỏi ả dở hơi này tôi chủ động đi thẳng vào vấn đề thôi cái trò loanh quanh luẩn quẩn này đi tôi chỉ có hơn chục bạc trong người thôi tôi xin biếu cô hết đấy nói rồi tôi móc túi lấy tiền anh thưởng hay nhỉ sao lại lấy tiền cho em thế cô cần gì ở tôi cái em cần vâng để em nói cho anh biết im lặng đến tức thở thương cúi đầu suy ngẫm hồi lâu rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt tôi đôi mắt bồ câu mở to trong đêm tối như hai vì sao lấp lánh và rồi khẽ mấp máy đôi môi cuộc đời thương hiện dần ra qua lời kể. Nàng quê ở tỉnh Sơn Tây Cũ, nơi thời kháng chiến chống Pháp 9 năm, là vùng giáp danh giữa khu căn cứ địa Việt Bắc của chính phủ Cụ Hồ với đồng bằng châu Thổ Sông Hồng, là nơi giặc Pháp chiếm đóng. Thế nên người dân quê nàng cực kỳ cách mạng, sống chết theo đảng đến cùng. Nàng yêu một chàng trai người cùng làng. Anh ta con nhà nghèo, hơn thương 5-6 tuổi gì đó, anh trai cả của chàng làm cán bộ văn phòng tỉnh ủy hiện giờ. Chàng học giỏi và rất chịu thương chịu khó, nên đã được chọn đi học bên Liên Xô từ năm 60. Mới rồi về nước, chàng xin gia đình cho cưới nàng làm vợ. Nhưng người anh cả không chịu, chỉ vì nhà nàng có người chú theo địch di cư vào Nam. Hận đời, nàng vù lên Hà Nội, những chuyến ô tô cứ vụt qua trước mặt, xe tải đầy hàng, xe ca lấm bụi, xe con bóng lộn, chở có một hoặc hai người ngồi. Sự buồn nản hiện rõ đến cùng cực, số mệnh không cho thương được sống hạnh phúc. Tiếng phanh ô tô rít lên kêu đến két, vòng bánh cao su khựng lại nhưng bị sức đẩy của quán tính xoay ngang dê thêm vài mét trên mặt đường người lái xe thò đầu qua cửa cabin thét lên thất tình hay sao mà lao đầu vào ô tô như thế thương đứng sững lại mặt không còn hạt máu ngẩn ra nhìn người lái xe mấy bà đi trên hè nhào ra kéo nàng vào các bà rối rít sao cháu dại thế sao cháu dại thế không lấy được nó thì mình lấy thằng khác thiếu gì đàn ông mà lo ế chồng thằng ấy đều vậy sao cháu không đề nghị đoàn thể kiểm điểm làm hại đời con gái người ta còn gì? Sau giây phút bàng hoàng, nàng thấy sự lầm lẫn của người đời đến tai hại nên bối rối. Không, không ạ, à, cháu có thất tình đâu ạ. À. Nhưng mấy bà nào có tin? Một bà bỗ về. Nếu thế dạy gì cháu liều thân vậy thiệt mạng, người đời họ cười choi chứ? nàng tạt vào hàng nước cho định lại thần xác càng ngẫm thương càng thấm thiế sự đời già mình trẻ người non dạ quá giá chết lúc nãy thì thêm hổ tủi mẹ cha đã sinh làm kiếp đàn bà phải biết có bao điều sống để bụng chết mang theo hẳn chuyện ấy là một phần cuộc sống phải bưng kín trong lòng đoàn chính tiết hạnh rồi cũng ra ma cả vậy thì chút trinh trắng quý hiếm đó nàng muốn cho ai chẳng được còn sau đấy đành liều nhắm mắt đưa chân suốt ngày thương lang thang khắp thành đô đầu óc ngổn ngang bao suy tính đời người con gái ai chẳng khát khao có được tấm chồng cường tráng giỏi trai giờ nàng mới vỡ nhẽ cái điều tưởng như đơn giản này không ngờ lại rất khó khăn cuộc sống bao giờ cũng vậy được cái này sẽ mất cái kia đã mấy khi ai vẹn toàn chứ rồi đêm tối buông xuống nàng như kẻ vô hồn nhảy lên tàu điện ngồi vào ghế ở góc toa chẳng để đi đâu và nào có thiết gì ngắm cảnh phố phường nữa và bất ngờ nhìn thấy chàng trai khỏe mạnh cường tráng nhảy lên tàu như có ma ám nàng cảm thấy chàng ngay rồi bật đứng dậy nhào ra ngồi cạnh chàng không ngờ chàng trai đó chính là thưởng thương khép chuyện đời mình lại bằng sự trả lời câu hỏi của tôi chắc giờ anh đã hiểu em là cần cái gì rồi chứ tôi nghiêng đầu ngắm khuôn mặt nàng trong bóng tối nàng cũng soi mắt ngắm nhìn tôi cả hai đều im lặng sự im lặng nhận dạng cuộc đời sự im lặng ngẫm nghĩ về số kiếp làm người trong cuộc sống. Vừa thiêng liêng, vừa khắc khoải, vừa ham sống, lại vừa tuyệt vọng. Vừa rất trần tục, thấp kém, nhưng cũng vừa cao cả thăng hoa. Có thể anh không thích. Tiếng nàng nghẹn ngào đến nước nở, và anh còn tẩm lợm em nữa. Nhưng anh ơi, anh hãy thương em mà đón nhận sự dâng hiến tấm thân con gái này rồi sau đây chúng mình sẽ chia tay sẽ không còn gì để nhớ anh trở về cuộc sống của mình em đành phải dấn thân vào đời để mà sống ít ra cũng gắng giành giật cho mình một chút riêng tư nói tới đây hẳn không kìm nổi lòng mình nữa nàng ôm gỉ lấy tôi òa khóc tôi thực sự bàng hoàng và kinh ngạc về thương cảnh ngộ của nàng na nà ná như cảnh ngộ chị hằng người yêu của anh thạch tôi chị cũng phải dứt bỏ mối tình đã nặng lòng để lấy một người chồng cưu mang gia đình song đời chị tan nát héo hon và đời anh trai tôi xa vào bế tắc nên tôi tin vào những điều nàng kể đó là sự nghiệt ngã đắng đau một quan niệm đối với xã hội những tưởng sẽ làm tốt đẹp cho đời song cũng lại bóp chết những số phận rủi ro oan trái và đời tôi đâu có hơn gì thương cũng rơi vào đường cùng ngõ cụt đấy chứ lần đầu tiên trong đời bừng ngộ trong tôi tình yêu thương đàn bà một sự bùng nổ bất ngờ tôi vòng tay ghì chặt nàng vào sát lồng ngực mình nghe rõ tiếng con tim rộn rã đập liên hồi không phân biệt nổi tiếng tim mình và tiếng tim nàng nữa nó hòa âm vào nhau và cùng thổn thức vâng tôi đã yêu nàng yêu nàng từ phút ấy tôi phải cứu nàng và giữ thăng bằng cho đời mình lạ thế đấy lúc đó tôi bỗng tỉnh táo nhận thức cuộc sống thực tại rõ lắm tôi bèn an ủi động viên nàng và tôi còn sợ nàng không tin nên cũng kể rõ sự tình của mình tôi nói cho thương biết mình còn gặp khó khăn hơn hoàn cảnh nhà nàng nhiều lắm khi tôi suýt có hành động cuồng loạn sẵn sàng liều thân đập phá cái gì đó song cha tôi đã phân giải và khuyên can lúc hồi tâm suy nghĩ thì thấy lời cha chí phải cách mạng không tin hay chưa tin thì cũng thế đối với những người có liên can với chế độ cũ thời nào chẳng vậy nên cũng là cái lẽ thường tình thôi cái chính là ở cốt cách con người mình phải tỏ rõ cho xã hội thấy cái tư chất sống làm người của mình khó đấy song phải thế nếu không mình cũng chỉ là hạng ươn hèn rác rưởi trong cuộc sống mà thôi ai hiểu cho ai thương cho và đời nào xã hội để cho yên tối nay tôi gặp sự chẳng may buồn chán không muốn về nhà đó ôi anh nàng thốt lên cắt ngang lời tôi vậy mà em đã tưởng chỉ riêng mình phải chịu đắng cay tôi như thằng say nghĩ sao nói vậy nên tôi thổ lộ tình yêu với nàng đêm ấy chúng tôi ngồi bên nhau tâm tình cho tới sáng cái viễn cảnh tương lai được vẽ ra hệt như trong giấc mộng nhưng nó cũng thiết thực cụ thể cùng với sự quyết tâm thầm lặng trong tâm can hai đứa rồi chúng tôi chia tay nhau đứa trở về quê, kẻ quay lại nhà. Không ngờ người ta gọi tôi đi khám tuyển vào học lái xe, tốt nghiệp lại phục vụ trong quân ngũ, rồi thương được học y tá quân y, nàng tới đô thành tìm vào nhà tôi. Tình yêu của chúng tôi trở thành hiện thực rồi, chính tình yêu đã cho chúng tôi nghị lực và sức sống mãnh liệt bước vào cuộc chiến đấu đẩy những gian nan thử thách không chịu nổi sự im lặng kéo dài của thưởng, Kiều Loan buộc phải lên tiếng. Thế nào? Chẳng lẽ với em, anh cũng không nói thật được sao? Thưởng giật mình, đần mặt nhìn cô. Nét mặt khổ đau đến cùng cực. Anh đã mất nàng rồi. Chiến tranh đã đánh cắp của anh vật quý hiếm nhất ở cõi đời này. Đó là tình yêu. Và anh bừng tỉnh dứt khỏi tâm trạng mộng du ra từ nãy đến giờ thưởng chìm vào ký ức anh tự kể trong đầu cho chính mình nghe chuyện tình yêu nảy nở giữa mình với thương chứ không phải nói cho người đời nghe thấy không phải quả là không thể kể cho kiều loan nghe được anh lắc đầu lựa lời chối từ có gì khó hiểu đâu loan ạ à. khi người ta thực sự yêu nhau ai chẳng sống chết vì nhau Nói rồi, anh quay về phía mộ nàng. Đoàn sinh viên y khoa đi tiền phương 3 tháng đã về tới trường. Tất cả đều vẹn toàn. Họ mang theo về hơi thở cuộc sống sụp sôi nơi trận mạc. Vậy là khắp trường, chỗ nào cũng thấy bàn chuyện khu 4, nói về những ca cấp cứu chiến thương, kể về những gương hy sinh can trường của người chiến sĩ ba cô sinh viên cùng tổ vẫn súng dính ba lô trên vai xa vào phòng thư viện họ tranh nhau tờ báo nhân dân có đăng bài giới thiệu trận đánh đầu tiên của không quân ta trên bầu trời báo còn in cả ảnh hai chiến sĩ lái máy bay trong phi đội xuất kích hôm đó ánh mắt cô nào cũng long lanh toát lên niềm thán phục những con én bạc dũng mãnh trên bầu trời tổ quốc ôi những con én bạc còn rất non trẻ của chúng ta. Rồi các cô sôi nổi luận bàn. Và dĩ nhiên, đề tài câu chuyện tất phải nói tới là không quân. Diễm Lệ tỏ ra là người thông thạo nhất bọn. Cô nói thao thao bất tận về bầu trời, về những chiếc máy bay chiến đấu MiG-17 của Liên Xô và về những người chiến sĩ lái máy bay. Hai cô gái là Hải Yến và Bích Thuần cứ chố mắt há miệng ra nghe không biết thuần thì Hải Yến lại thốt lên. Thế à? Ôi chao Sao cậu biết rõ thế? Diễm Lệ càng lấy làm thích thú. Mặt mày dạng dỡ kiêu hãnh với chúng bạn. Cô ngước cặp mắt lóng lánh nhìn lên bầu trời qua khuôn cửa sổ. Sở dĩ biết được nhiều về không quân là vì Diễm Lệ có người bạn trai là phi công lái máy bay chiến đấu. Ngày ấy, ký ức về tuổi học trò chợt hiện ra trong đầu cô. Vâng, ngày ấy. Diễm Lệ còn nhớ như in chuyện, đám học trò con trai lớp 10B ẩm ý kháo nhau về việc anh Lê Việt Cường trúng tuyển đi học lái máy bay phản lực ở Liên Xô. Bởi đố kỵ tị hiểm nên cậu nào cũng ác khẩu. Họ cho anh là kẻ gặp vận may, chứ không Nga thử lưu lại đấu vật với cuộc thi tốt nghiệp phổ thông xem. Chả là khi đó đang thời kỳ ôn thi Học trò cuối cấp đều rạc như vạc kiếm ăn đêm Nên khám tuyển phi công mới thiếu cân hoa mắt chóng mặt Không ai ngờ Lê Việt Cường lại lọt vào danh sách năm học sinh của trường cấp 3 thắng lợi trúng tuyển Bọn học sinh xôn xao bàn tán Lũ con gái háo hức mơ màng với những khát khao lãng mạn Đám con trai thèm muốn và cay cú vì bị loại mấy cậu tài hoa nhất lớp ghen tị ra mặt các cậu nói khích đám con gái chuyến này thằng việt cường sang liên xô ta đoán khối bạn lớp ta khóc sưng mắt lên cho mà xem việc gì phải đến nỗi thế ai không biết được đi học lái máy bay là mơ ước của biết bao chàng trai cô gái nước ta còn nghèo nàn lạc hậu một nửa tổ quốc mới thoát khỏi chiến tranh nên ô tô, tàu thủy, máy bay còn mới mẻ lạ lẫm, khát khao đối với lớp trẻ. Nhất là máy bay, tàu thủy, nhất là được làm phi công, lái máy bay chiến đấu, được làm thủy quân trên chiến hạm vượt biển khơi. Cậu Tuấn Còi cùng tổ với Diễm Lệ, nghe hàm răng dưới mái Tây Hiên chưa nói đã cười. Rồi đây phi công Lê Việt Cường sẽ lái máy bay đưa bông hoa khôi của lớp 10B chúng ta lên chín tầng mây xanh để cùng nhau tâm tình cho mà xem. Nói xong, cậu ta tít mắt lại, nháy nháy, liếc xéo cái nhìn vào diễm lệ, công khai khiêu khích. Đã thế, cô e ngại gì nữa bèn đốp lại luôn. Lúc bấy giờ, hẳn cậu Tuấn Còi phải ngửa mặt đến sái cổ mới nhìn thấy. Nhưng vì họ ở trên cao quá, nên đôi tai chuột của cậu ta chẳng nghe thấy gì. Điếng quá, Tuấn còi tức điên lên vì không thể nói lại được nữa. Cậu ta nhổ nước miếng xuống đất rồi bỏ đi. Nói thế thôi, chứ hồi đó Diễm Lệ đâu có hay để ý tới bạn trai. Với Lê Việt Cường cũng chẳng có gì là đặc biệt, mặc dù rất nhiều tình tiết đã xảy ra giữa cô với anh, nhất là anh lại lớn hơn cô hai ba tuổi ngồi ở bàn cuối lớp cơ chắc bọn con trai cho rằng đám con gái các cô chỉ đam mê những người nổi bật nên đã gán ghép như thế cũng chẳng sao diễm lệ nghĩ vậy chuyện trẻ con ấy mà tự chấn an mình vậy xong đến lúc có một mình ngồi ôn bài hay khi ngủ diễm lệ lại vẩn vơ nghĩ tới việt cường rồi những kỷ niệm lại hiện ra lê việt cường là con trai của một công nhân làm ở đoạn đầu máy xe lửa hà nội mẹ anh là nhân viên tạp vụ trong ga hàng cỏ sức học và loại khá nhưng đến lạ anh chàng cứ như bóng ma xuất hiện đúng vào giờ học thôi không bao giờ diễm lệ thấy việt cường đến trước buổi học ít phút cùng vui chơi với bạn bè trống vào lớp ngoảnh trước nhìn sau mới thấy anh tới tan học là vội vàng lỉnh ngay về nhà Suốt năm học lớp 8, Diễm Lệ không mấy khi để ý đến anh bạn lớn tuổi này. Sang tới năm học lớp 9, bỗng xảy ra một chuyện khiến cô phải bận tâm. Vào một buổi tối, Diễm Lệ đi xem phim với Nhị Thiên ở dạp tháng 8. Hai đứa đủng đỉnh đạp xe dạo quanh các phố. Bất chợt, bánh xe đạp trước của Diễm Lệ xẹp hơi. Cả hai cùng dừng lại xuống xe, diễm lệ thò tay vào túi móc ở ghi đông cô toát mồ hôi bỏ quên mất ví ở nhà rồi diễm lệ quay sang hỏi bạn mày có mang tiền theo không dị thiên kiểm tra túi sách của mình chết không chứ nó cũng thốt lên tao cũng không mang đồng nào theo đây cả diễm lệ bối rối biết làm thế nào bây giờ hay là mày đưa xe đây tao đạp về nhà để lấy tiền dị thiên ngăn lại đạp về rồi quay lại muộn mất. Thế không nhẽ bỏ buổi xem à? Diễm Lệ thở dài. Có điên mới bỏ phí buổi xem. Nhị Thiên gắt bạn. Hôm nay dạp chiếu bộ phim Con gái viên đại úy dựa theo tác phẩm cùng tên của Đại thi hào Nga Pushkin đấy. Bà rời đánh thánh vật ạ. À? Vậy là hai cô gái ngơ ngác nhìn nhau. Tít đằng xa, phía trước mặt họ, có ánh đèn đất tỏa sáng một khoảng hè phố chỗ ngã tư, nòm rõ một cậu thanh niên choai choai với cái hòm đồ nghề. Cậu ta đang chữa phanh xe đạp cho ông khách qua đường. Vừa làm, cậu thanh niên vừa huýt sáo miệng, điệu nhạc vẳng lại chỗ các cô gái nghe đến quen tai. Nhị thiên mạnh dạn rủ bạn. Ta cứ đến nhờ cậu ấy vá cho, rồi mày tán khéo vào để anh chàng không lấy tiền. Khóe mắt nhị thiên ánh lên danh ma hóm hỉnh, Nghe thế Diễm Lệ đã hoảng lên cô ngúng nguẩy, chịu thôi chịu thôi, làm thế tao ngượng lắm. Dị Thiên rằng lấy xe đạp của bạn. Điệu nó vừa vừa thôi cô nàng ơi, để tao vậy. Mày dắt xe đạp của tao nào, rồi tao sẽ cưa anh chàng đổ cành cho mà xem. Nói rồi, Nhị Thiên dắt chiếc xe đạp xẹp hơi, xăm xăm bước tới chỗ cậu thợ chữa xe. Lúc này, ông khách được sửa xong phanh xe đã phóng đi rồi cậu thợ với lít quyển sách hướng về phía ánh sáng của ngọn đèn lật trang ngồi đọc nhị thiên uốn giọng eo éo bác ơi bác ấy chết em nhầm anh ơi anh xem giúp em cái bánh xe đạp với cậu thợ đội mũ lưỡi chai kéo sụp xuống trán không buồn quay nhìn khách buông câu hỏi chúng không bánh xe nó làm sao Giọng Nhị Thiên đến là thơ ngây thẽ thọt Không biết vì sao Bánh xe trước của em Nó non hơi thế ạ à? Cậu thợ vẫn mải xem sách Trả lời cho xong chuyện Thì bơm đi cho cô mượn bơm đấy Nhị Thiên lì nèo Nòm điệu bộ và giọng nói của nó Đến diễm lệ cũng phải siêu lòng Sao anh khó tính thế Hay là khinh chúng em nghèo Thời chủ nghĩa xã hội cơ mà Sống vì mọi người đi anh cố xem hộ em cái bánh xe Nó làm sao một tí thôi Ngộ nhỡ phải vá xăm thì sao Dòng đọc Hải Yến vừa gửi tới các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi